Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên đề xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, là nhân tố quan trọng góp phần phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, của đất nước. Là tỉnh đang tập trung phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ nên việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người lao động được tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, ngày 8 tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành nghị quyết số 14 NQTU về đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Vậy sau 2 năm tổ chức thực hiện nghị quyết 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả ra sao? Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại thị xã Mỹ Hào, nơi công nghiệp dịch vụ đang rất phát triển, kéo theo nhu cầu nhà ở xã hội cũng rất cao. Đây là căn hộ ở tầng 5 thuộc dự án khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 1, được xây dựng trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Căn hộ này có diện tích hơn 50m² với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách kết hợp bếp nấu ăn. Chủ căn hộ này cho là mình đã may mắn vì chọn mua được căn hộ ưng ý, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của gia đình. Tôi thì cũng là quê quán ở Hải Dương. 2015 thì cũng vì công việc nên là gia đình cũng chuyển lên đây làm ăn. Thì thấy anh em bạn bè là cũng giới thiệu về chung cư Phúc Hưng này. Từ ngày 2016 về ở đến giờ thì cũng thấy rất là hợp lý. Đây là tòa nhà CT1 thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lạc Hồng Phúc xây dựng mà chị Nguyễn Thu Hà mới chuyển đến ở. Cả hai vợ chồng chị quê ở phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào. Chị là công nhân công ty điện tử Sona, khu công nghiệp Thăng Long 2. Con chồng làm nghề tự do. Nên khi mua được căn hộ 65m² với trị giá trên 960 triệu đồng theo diện nhà ở xã hội, gia đình chị Hà rất phấn khởi. Tôi chọn cái khu này là thứ nhất là nó tiện cho cái việc mà đi làm. Đấy, công việc công ty ở gần đây. Thứ hai là con gái nó học hành thì cũng được cao hơn so với cái mức ở quê. Tôi được hỗ trợ là mua với giá nhà ở xã hội này. Đấy, rẻ hơn bên nhà ở thương mại và được hỗ trợ vay vốn ngân hàng là 50%. Vâng. Lãi suất là 5% một năm bên ngân hàng chính sách. Vâng. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai có điều kiện khó khăn về nhà ở cũng may mắn mua được nhà ở xã hội bởi những quy định rất khắt khe. Theo bà Phạm Thị Nhật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lạc Hồng Phúc, đơn vị đã cung ứng ra thị trường gần 700 căn nhà ở xã hội chia sẻ, thì đang tồn tại nhiều rào cản làm khó người mua. Cái đối tượng được mua là có thu nhập dưới 9 triệu để mua nhà xã hội thì tôi thấy là rất là ít, rất là thấp. Và khi mà mua 9 triệu thì còn phải chi phí tất cả các loại tiền sinh hoạt, từ tiền lãi, tiền gốc, tiền vốn vay không đủ để chi phí và người ta sẽ xảy ra một vấn đề, người ta sẽ không đủ điều kiện để mua nhà. Tôi xin đề xuất là cái zoom của cái người mua nhà đó là từ 9 đến 15 triệu. Thứ hai là tôi đề nghị là cái vấn đề người mua nhà nữa mà lại đợi một năm sau mới có được cái điều kiện để được tạm trú tạm vắng. Đủ một năm mà điều kiện địa phương và một năm phải đóng bảo hiểm ở một cái công ty, một doanh nghiệp thì mới đủ điều kiện để được mua một cái nhà đó, thì tôi thấy là không đúng. Bởi vì người ta đến đây, người ta thử việc, người ta chỉ có 3 tháng thôi. Và trong 3 tháng đó là mình cảm nhận là mình có đủ điều kiện, năng lực để được làm ở cái cơ quan này không, thì chúng ta đã phải kết hợp với việc là bán nhà cho người đó hoặc cho người đó thuê rồi, thuê được đủ điều kiện thuê rồi, mua rồi. Thì mình kết hợp song hành với họ thì họ sẽ gắn bó ở lại. Theo số liệu thống kê mới nhất của Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào, trên địa bàn thị xã hiện có 1.159 doanh nghiệp thuộc các loại hình đang sử dụng hơn 56.000 lao động. Năm 2020, thị xã có 1.980 phòng trọ với diện tích sàn hơn 33.000m². Đến tháng 9 năm 2023, số phòng trọ trên địa bàn thị xã đã tăng thành 4.800 phòng, với tổng diện tích sàn hơn 90.000m². Số liệu này cho thấy nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đang rất cao, nhưng nguồn cung còn hạn chế.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê trên cho thấy, sau gần 3 năm, số phòng cho người lao động thuê trọ trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã tăng hơn 2,4 lần, tổng diện tích phòng thuê trọ đã tăng lên 2,7 lần. Trong khi đó, thì các dự án nhà ở xã hội đã được tỉnh phê duyệt trên địa bàn thị xã vẫn ì ạch, nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Vậy đâu là nguyên nhân? Ghi nhận của phóng viên tại cuộc khảo sát của Sở Xây dựng với thị xã Mỹ Hào và các chủ đầu tư dự án nhằm nắm bắt về tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội cũng như những vướng mắc khó khăn cần giải quyết. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Yên Sơn, đơn vị được giao thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào có tổng diện tích 17,2 ha, trong đó có bố trí quỹ đất gần 0,8 ha dành để xây dựng 280 căn hộ nhà ở xã hội với diện tích sàn gần 29.000 m². Mặc dù khu đất để xây dựng nhà ở xã hội đã được Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào bàn giao mặt bằng hơn một năm nay, song đến nay chủ đầu tư dự án vẫn chưa triển khai vì nhiều lý do. Chủ đầu tư thì nói chung không quyết liệt về cái nhà ở xã hội, hiệu quả không cao trong cái giai đoạn khó khăn, thì dẫn đến việc là chưa có quyết định rõ ràng. Cái nhu cầu của thị trường bây giờ, người dân họ cái sức mua cũng thấp và tỷ lệ thất nghiệp nó cũng tăng. Chính vì vậy nên là cái việc mà ra hàng vào thời điểm nào rồi nó có hiệu quả hay không thì đấy là cái việc mà ban lãnh đạo công ty cũng đang rất là đắn đo cân nhắc. Với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lạc Hồng Phúc, đơn vị được tỉnh giao gần 16 ha để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc. Trong đó có bố trí 2,4 ha đất để xây 6 tòa nhà ở xã hội với 1.144 căn hộ, tổng diện tích sàn 38.940 m². Công ty mới hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022 là 3 tòa với 649 căn. 3 tòa còn lại mới đang xây dựng phần móng. Dự kiến 3 tòa chung cư này thì công ty sẽ có hoàn thiện vào khoảng độ tầm quý 4 năm 2025. Hiện nay thì nhà nước thì cũng đang có cái nguồn vốn liên quan đến đầu xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên mà qua thực tế mà khi mà triển khai gần như là cái nguồn vốn đó các doanh nghiệp gần như không tiếp cận được. Xét về tính hiệu quả đầu tư ấy thì một là cái trượt giá vật tư hiện nay đã là 18%. Trong khi đó mà khi mà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội này thì cái lợi nhuận là bị khống chế là tôi đã không quá 10%. Thế thì nhìn một cái bài toán mà như thế thì là đã biết rằng là công ty đã bị âm mất 8% ở đây rồi. Đề nghị sở đương nhiên là tạo điều kiện để cho công ty là để thẩm định lại cái dự toán của 3 tòa chung cư còn lại để xác định lại cái giá bán. Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Dệt may Phố Nối được tỉnh giao thực hiện dự án khu nhà ở cho công nhân và dịch vụ khu công nghiệp Dệt may Phố Nối từ năm 2007, có tổng diện tích 6,23 ha. Theo lãnh đạo công ty cho biết, năm 2019, dự án này đã được phê duyệt quy hoạch, chi tiết tỷ lệ 1/500. Sau đó, dịch COVID-19 bùng phát nên dự án phải dừng lại. Tại thời điểm này, công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Trong đó, có bài toán về hiệu quả kinh tế và sự yếu kém về năng lực làm chủ đầu tư dự án. Về cái phát triển nhà xã hội thì công ty chúng tôi thì không có nhiều kinh nghiệm. Thực ra nói thẳng là không có kinh nghiệm. Chính vì thế chúng tôi có công văn 243 đề xuất với tỉnh và sở xây dựng là hướng dẫn để thực hiện cái việc này. Cái tâm lý chung của các ông chủ là cái hiệu quả đầu tư cái là quan trọng. Dự án xây dựng hạ tầng tổng thể khu chung cư đô thị Phố Nối do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Yên làm chủ đầu tư có tổng diện tích 7,2 ha. Trong đó có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội là 0,7 ha với 350 căn hộ, tổng diện tích sàn 24.500 m². Đến nay, dự án này mới được chấp nhận phương án kiến trúc và công ty cũng thừa nhận yếu về năng lực và khó khăn về nguồn vốn. Bởi vì công ty đầu tư xây dựng Hưng Yên là về thực chất là về nghĩa là yếu về cái lĩnh vực về xây dựng thì cũng mong muốn là các lãnh đạo là hướng dẫn và làm rõ cho công ty một số cái nội dung như là trình tự các bước tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ pháp lý như là chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và các vấn đề khác liên quan. Bài thứ hai nữa là để tạo điều kiện cho chủ đầu tư dự án cân đối cái bài toán hiệu quả, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trong cái giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cũng như cho người lao động các khu công nghiệp có cơ hội tiếp cận nhà ở, thì mong muốn nhà nước và tỉnh Hưng Yên cũng có những cái chính sách ưu đãi phù hợp với lại
để áp dụng đối với lại dự án của bên công ty ạ. Về phía địa phương sở tại, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào khẳng định luôn phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư triển khai dự án một cách tốt nhất. Để chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì chúng tôi cũng đã xong hết rồi, bàn giao giải phóng mặt bằng. Chỉ có ý kiến là đề nghị là với cái nhu cầu thực tế hiện nay trên địa bàn thị xã thì cái nhu cầu nhà ở xã hội, đặc biệt cho đối tượng người lao động và công nhân ở trong các doanh nghiệp rất là cao, là lớn, rất là cần thiết. Thì cũng đề nghị là các chủ đầu tư là căn cứ vào cái nguồn lực và cũng như là cái trách nhiệm và quan tâm đến cái đời sống xã hội người lao động trên địa bàn thì cũng sớm để triển khai đầu tư để người lao động và công nhân là có chỗ sinh hoạt. Như vậy có thể thấy, ngoài hai dự án nhà ở xã hội đã được đầu tư trước năm 2020 là Phúc Hưng 1 và Phúc Hưng 2, thì trong giai đoạn 2020-2023, cả thị xã Mỹ Hào mới có thêm được một dự án nhà ở xã hội là Lạc Hồng Phúc, hoàn thành được 3 tòa, đang xây dựng 3 tòa còn lại. Hiện trên địa bàn thị xã còn 7 dự án thuộc loại hình dự án khu đô thị, nhà ở thương mại, có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội và loại hình dự án nhà ở xã hội gắn với khu công nghiệp, chủ đầu tư đã đủ thủ tục, chưa triển khai hoặc đang hoàn thiện thủ tục. Bên cạnh những bất cập về chính sách, thủ tục hành chính đang được Bộ Xây dựng tổng hợp để sửa đổi, thì sự hỗ trợ của các ngành chức năng, đặc biệt là quyết tâm của chủ đầu tư trong việc thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội sớm về đích, đang là vấn đề mấu chốt, mong mỏi của công nhân, người lao động được tiếp cận chính sách nhà ở từ nghị quyết 14 của tỉnh ủy Hưng Yên trở thành hiện thực. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề xây dựng đảng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.